Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát không cởi dục tâm đối với một nam nhân nào và không vi phạm thiết hạnh với bất kỳ người đàn ông nào, dù người này có tâm ái nhiễm đối với bà. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát có được năm món dục lạc đầy đủ, tận hưởng, trọn hưởng năm món dục lạc ấy. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỷ, với thân khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình, vị Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Này các tỷ kheo, ví như viên ngọc lưu ly thanh tịnh thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt khéo dũa, trong sáng không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được xâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng. Đây là viên ngọc lưu ly thanh tịnh thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt khéo dũa, trong sáng không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Đây là sợi dây sâu qua, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lạc. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỷ, với thân khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình, vị Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Sau khi sanh vị Bồ Tát 7 ngày, mẹ vị Bồ Tát mệnh chung và sanh lên cảnh trời Đâu Xuất. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi các người đàn bà khác mang bầu thai trong bụng 9 tháng hay 10 tháng rồi mới sanh, mẹ vị Bồ Tát sanh vị Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ Tát mang vị Bồ Tát trong bụng 10 tháng trời mới sanh. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi các người đàn bà khác hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh con, mẹ vị Bồ Tát sanh vị Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ Tát đứng mà sanh vị Bồ Tát. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, chư thiên đỡ lấy ngài trước, sau mới đến loài người. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, vị Bồ Tát không đụng đến đất, có 4 thiên tử đỡ lấy ngài, đặt ngài trước bà mẹ và thưa: Hoàng hậu hãy hoan hỷ, hoàng hậu sanh một bậc vĩ nhân. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mũ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, như viên ngọc Mani Bảo Châu đặt trên một tấm vải ba la nại, hòn ngọc không làm nhiễm ô tấm vải ba la nại, tấm vải ba la nại cũng không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo,
Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mũ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ sự vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch. Pháp dĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp dĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, hai dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho vị Bồ Tát và cho bà mẹ. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Vị Bồ Tát khi sanh ra, Ngài đứng vững thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng được che trên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lớn tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như sau: Ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc tối tôn ở trên đời, ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới trên chư thiên, thế giới của các ma vương và phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các vị sa môn, bà la môn, các vị hoàng tử và dân chúng, cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, không có nền tảng, tối tăm, u ám. Những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra, và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau mà nói: Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Và 10.000 thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, và hào quang vô lượng thần diệu ấy thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới. Pháp dĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Vibhasi sinh ra, vua Panduma được báo tin đại vương đã được sinh một hoàng tử. Này các tỷ kheo, khi thấy hoàng tử xong, vua Panduma liền cho mời các vị bà la môn đoán tướng và nói: Này các hiền giả, hãy xem tướng cho hoàng tử. Này các tỷ kheo, khi xem tướng hoàng tử Vibhasi xong, các vị bà la môn đoán tướng tâu với vua Panduma: Đại vương, hãy hân hoan, đại vương đã sinh một bậc vĩ nhân. May mắn thay cho đại vương, đại hạnh thay cho đại vương đã được một hoàng tử như vậy sanh trong gia đình. Tâu đại vương, hoàng tử này có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Ai có đủ 32 tướng tốt này sẽ chọn hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báo. 7 món báo trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, gia chủ báo, và thứ 7 là tương quân báo. Vị này có đến hơn 1.000 thái tử, những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên, và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Đại vương, 32 tướng tốt của bậc đại nhân là gì mà hoàng tử nếu đầy đủ những tướng tốt này sẽ chọn đi hai con đường?
không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báo. Bảy món báo trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, lữ báo, cư sĩ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Vị này có đến hơn 1000 thái tử, những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Đại vương, hoàng tử này có lòng bàn chân bằng phẳng, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Đại vương, dưới hai bàn chân của hoàng tử này có hiện ra hình bánh xe với ngàn tâm xe, với trục xe, vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Tướng này được xem là tướng của bậc đại nhân. Đại vương, hoàng tử này có gót chân thon dài như trước. Đại vương, hoàng tử này có ngón tay, ngón chân dài. Đại vương, hoàng tử này có tay chân mềm mại. Đại vương, hoàng tử này tay chân có màng da lưới. Đại vương, hoàng tử này có mắt cá tròn như con sò. Đại vương, hoàng tử này có ống chân như con dê rừng. Đại vương, hoàng tử này đứng thẳng, không co lưng xuống, có thể rờ từ đầu gối với hai bàn tay. Đại vương, hoàng tử này có tướng mã âm tàn. Đại vương, hoàng tử này có màu da như đồng, màu sắc như vàng. Đại vương, hoàng tử này có da trơn mướt, khiến bụi không thể bám dính vào. Đại vương, hoàng tử này có lông da mọc từ lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông. Đại vương, hoàng tử này có lông mọc xoáy tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt. Đại vương, hoàng tử này có thân hình cao thẳng. Đại vương, hoàng tử này có bảy chỗ tròn đầy. Đại vương, hoàng tử này có nửa thân trước như con sư tử. Đại vương, hoàng tử này không có lõm khuyết giữa hai vai. Đại vương, hoàng tử này có thân thể cân đối như cây bàng, bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân. Đại vương, hoàng tử này có bán thân trên vuông tròn. Đại vương, hoàng tử này có vị giác hết sức sắc bén. Đại vương, hoàng tử này có quai hàm như con sư tử. Đại vương, hoàng tử này có 40 răng. Đại vương, hoàng tử này có răng đều đặn. Đại vương, hoàng tử này có răng không khuyết hở. Đại vương, hoàng tử này có răng cửa, trơn láng. Đại vương, hoàng tử này có tướng lưỡi rộng dài. Đại vương, hoàng tử này có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lăng tần già. Đại vương, hoàng tử này có hai mắt màu xanh đậm. Đại vương, hoàng tử này có lông mi con bò cái. Đại vương, hoàng tử này giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông nhẹ. Đại vương, hoàng tử này có dục kế trên đầu, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Đại vương, hoàng tử có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Với 32 tướng tốt này, hoàng tử sẽ chọn đi hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, hoàng tử sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báo. Bảy món báo trở thành sở hữu của ngài, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo,
cư sĩ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Vị này có đến hơn 1000 thái tử, những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu hoàng tử từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, hoàng tử sẽ thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Này các tỷ kheo, vua Panduma ra lệnh cúng dường các vị bà la môn đoán tướng ấy các áo vải mới và làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi ước muốn. Này các tỷ kheo, rồi vua Panduma cho nuôi những người vú cho hoàng tử Vibhasi, người cho bú, người lo tắm, người lo bồng ẩm, người mang trên nách. Này các tỷ kheo, một lòng trắng ngày đêm được che trên hoàng tử Vibhasi và lệnh được truyền ra, không được để lạnh hay nóng, cỏ, bụi hay sương làm phiền hoàng tử. Hoàng tử Vibhasi được mọi người âu yếm. Này các tỷ kheo, cũng như hoa sen xanh, hoa sen hồng hay hoa sen trắng được mọi người yêu thích. Cũng vậy, này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi được mọi người âu yếm, gần như được ẩm từ nách này qua nách người khác. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Vibhasi được sanh ra, hoàng tử phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Này các tỷ kheo, giống như con chim ca lăng tần già sinh trong núi Hy Mã Lạp Sơn, giọng chim rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Vibhasi sanh ra, thiên nhãn hiện ra với ngài, do nghiệp báo sanh và nhờ thiên nhãn ấy, ngài có thể nhìn khắp chung quanh đến một do tuần, ban ngày cũng như ban đêm. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Vibhasi sanh ra, ngài nhìn thẳng sự vật với cặp mắt không nhấp nháy, như hàng chư thiên ở tam thập tam thiên. Vì hoàng tử Vibhasi nhìn không nhấp nháy, nên này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi được gọi tên là Vibhasi, Vibhasi, vì đã nhìn thấy. Này các tỷ kheo, khi vua Panduma ngồi xử kiệt, vua cho đặt hoàng tử Vibhasi ngồi bên nách mình để xử kiệt. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi ngồi bên nách vua cha như vậy và chú tâm quan sát phương thức xử kiệt, đến nỗi tự mình cũng có thể phán đoán xử kiệt. Này các tỷ kheo, do hoàng tử Vibhasi có thể quan sát và sự kiện đúng luật pháp và danh từ Vibhasi, Vibhasi càng được dùng để đặt tên cho ngài. Này các tỷ kheo, rồi vua Panduma cho xây dựng ba tòa lâu đài cho hoàng tử Vibhasi, một cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa lạnh, và năm món dục lạc đều được chuẩn bị đầy đủ. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sống 4 tháng mưa trong lâu đài dành cho mùa mưa, được hầu hạ mua vui với các nữ nhạc sĩ, và không một lần nào ngài bước xuống khỏi lầu. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người đánh xe. Này Khanh, hãy cho thắng các cỗ xe thù thắng. Chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyển để xem phong cảnh. Tư vân hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vibhasi, cho thắng các cỗ xe thù thắng. Rồi bạch hoàng tử Vibhasi: Tâu hoàng tử, các cỗ xe thù thắng đã thắng xong, hãy làm những gì hoàng tử xem là hợp thời. Này các tỷ kheo,
Lúc bấy giờ, hoàng tử Vibhasi leo lên cỗ xe Thù Thắng và cùng với các cỗ xe Thù Thắng khác tiến đến vườn Ngự Uyển. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi trên đường đi đến vườn Ngự Uyển, thấy một người già nua, lưng còn như nóc nhà, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, khổ não, không còn đâu là tuổi trẻ. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: Này Khanh, người đó là ai vậy? Sao thân người đó không giống các người khác? Tâu hoàng tử: Người đó là một người được gọi là già vậy. Này Khanh, sao người ấy được gọi là một người già? Tâu hoàng tử: Người ấy gọi là già vì đây người ấy sống không bao lâu nữa. Này Khanh, vậy rồi ta có bị già không? Một người chưa qua tuổi già. Tâu hoàng tử: Hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta chưa qua tuổi già. Này Khanh, thôi, nay thăm vườn Ngự Uyển như vậy là vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung. Thưa vâng, hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ: Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh, và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy. Này các tỷ kheo, khi ấy vua Banduma cho gọi người đánh xe và hỏi: Này Khanh, hoàng tử có vui vẻ không tại vườn Ngự Uyển? Này Khanh, hoàng tử có hoan hỷ không tại vườn Ngự Uyển? Tâu đại vương, hoàng tử không có vui vẻ tại vườn Ngự Uyển. Tâu đại vương, hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn Ngự Uyển. Này Khanh, khi đến vườn Ngự Uyển, hoàng tử đã thấy gì? Tâu đại vương, hoàng tử trong khi đi đến vườn Ngự Uyển thấy một người già nua, lưng còn như nóc nhà, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, khổ não, không còn đâu là tuổi trẻ. Thế vậy, hoàng tử hỏi con: Này Khanh, người đó là ai vậy? Sao tóc người đó không giống các người khác? Sao thân người đó không giống các người khác? Tâu hoàng tử: Người ấy được gọi là già vậy. Này Khanh, sao người ấy được gọi là người già? Tâu hoàng tử: Người ấy gọi là già vì nay người ấy sống không bao lâu nữa. Này Khanh, vậy rồi ta có phải bị già không? Một người chưa qua tuổi già. Tâu hoàng tử: Hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta chưa qua tuổi già. Này Khanh, thôi, nay thăm vườn Ngự Uyển như vậy vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung. Thưa vâng, hoàng tử. Tâu đại vương, con vâng lời hoàng tử Vibhasi cho đánh xe trở về cung. Tâu đại vương, hoàng tử trở về cung đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ: Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh, và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy. Này các tỷ kheo, khi ấy vua Banduma suy nghĩ không thể để cho hoàng tử Vibhasi từ chối không trị vì, không thể để cho hoàng tử Vibhasi xuất gia, không thể để cho lời của các vị Bà La Môn đoán tướng trở thành sự thật. Này các tỷ kheo, rồi vua Banduma lại sắp đặt cho hoàng tử Vibhasi đầy đủ 5 món dục lạc nhiều hơn nữa, để hoàng tử Vibhasi có thể trị vì, để hoàng tử Vibhasi khỏi phải xuất gia, để cho lời các vị Bà La Môn đoán tướng không trúng sự thật. Và này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sống tận hưởng đầy đủ sung túc 5 món dục lạc. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi người đánh xe như trước. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi khi đang đi đến vườn Ngự Uyển thấy một người bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch,
bò lết trong tiểu tiện, đại tiện của mình. Cần có người khác nâng đỡ, cần có người khác dìu dắt. Thế vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: "Này khách, người này đã làm gì mà mắt của nó không giống mắt của những người khác, giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác?" Tâu hoàng tử: "Đó là một người được gọi là một người bệnh vậy." Này khanh: "Sao người ấy được gọi là một người bệnh?" Tâu hoàng tử: "Người ấy được gọi là một người bệnh vì người ấy chưa thoát khỏi căn bệnh của mình." Này khanh: "Vậy rồi ta có bị bệnh không? Một người chưa bị bệnh." Tâu hoàng tử: "Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, dầu chúng ta chưa bị bệnh tật." Này khanh: "Thôi, nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung." "Thưa vâng, hoàng tử." "Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung." "Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi về trong cung đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ. Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh, và ai sanh ra cũng phải già, cũng phải bệnh." "Này các tỷ kheo, khi ấy vua Banduma cho gọi người đánh xe và hỏi: Này khanh, hoàng tử có vui vẻ không tại vườn ngự uyển? Hoàng tử có hoan hỷ không tại vườn ngự uyển?" "Tâu đại vương, hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyển." "Tâu đại vương, hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự uyển." "Này khanh, khi đến vườn ngự uyển, hoàng tử đã thấy gì?" "Tâu đại vương, hoàng tử trong khi đi đến vườn ngự uyển, thấy một người bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại tiện của mình. Cần có người khác nâng đỡ, cần có người khác dìu dắt. Thế vậy, hoàng tử hỏi con: Này khanh, người đó đã làm gì mà mắt của nó không giống mắt của người khác, giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác?" Tâu hoàng tử: "Đó là một người được gọi là một người bệnh vậy." Này khanh: "Sao người ấy được gọi là một người bệnh?" Tâu hoàng tử: "Người ấy được gọi là người bệnh vì người ấy chưa khỏi căn bệnh của mình." Này khanh: "Vậy rồi ta có bị bệnh không? Một người chưa bị bệnh." Tâu hoàng tử: "Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, dầu chúng ta chưa bị bệnh tật." Này khanh: "Thôi, nay thăm vườn ngự uyển như vậy vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung." "Thưa vâng, hoàng tử." "Con vâng theo lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung." "Tâu đại vương, hoàng tử về trong cung đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ. Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh, và ai sanh ra cũng phải già, cũng phải bệnh." "Này các tỷ kheo, khi ấy vua Banduma suy nghĩ, không thể để cho hoàng tử Vibhasi từ chối không trị vì, không thể để cho hoàng tử Vibhasi xuất gia, không thể để cho lời các vị Bà La Môn đoán tướng trở thành sự thật." "Này các tỷ kheo, rồi vua Banduma lại sắp đặt cho hoàng tử Vibhasi đầy đủ 5 món dục lạc nhiều hơn nữa, để hoàng tử Vibhasi có thể trị vì, để hoàng tử Vibhasi không thể xuất gia, để cho lời các vị Bà La Môn đoán tướng không trúng sự thật. Và này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sống tận hưởng đầy đủ sung túc 5 món dục lạc. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người đánh xe. Này khanh, hãy cho thắng các cỗ xe thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyển để xem phong cảnh." "Thưa vâng, hoàng tử." "Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vibhasi cho thắng các cỗ xe thù thắng." Rồi bạch hoàng tử Vibhasi: "Tâu hoàng tử, các cỗ xe thù thắng đã thắng xong, hãy làm những gì hoàng tử xem là hợp thời." "Này các tỷ kheo,
Lúc bấy giờ hoàng tử Vibhasi leo lên cỗ xe Thù Thắng và cùng với các cỗ xe Thù Thắng khác tiến đến vườn Ngự Uyển. Này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi trên đường đi đến vườn Ngự Uyển thấy một số đông người mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa táng. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: Này khanh, vì sao đám đông người ấy mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa táng? Tâu hoàng tử: Vì có một người vừa mới mệnh chung